hôn một cái đi, bỏ quạt hôn một cái như thế này đi. Buổi chiều ngày hôm nay tham dự buổi casting tuyển chọn người mẫu dành cho chương trình show là Rap Hip Hop Different Show. Mình nghe là một cái nha, 1, 2, 3. Yeah. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ổn định chỗ ngồi, chúng ta bắt đầu casting. Và do là một số giám khảo đang trên đường tới là các con phải đợi lâu quá bởi vì sẽ mệt á. Cho nên chắc chúng ta sẽ xin phép được mình làm luôn để cho các con xong, các con có thể về nghỉ ngơi. Dạ, sao không? Có Kim Cương. Thank you.
Xong rồi. Ok, còn bây giờ chúng ta sẽ vô lần giai đoạn hai rồi ạ. À, cô Minh Tú sẽ nói lên là cô sẽ lựa chọn. Dạ, yeah. Nhà thương nha, cố lên nhà thương nha. Và một lần nữa xin được chúc mừng thí sinh mà sẽ có dành 0, 2, 1. Ok, cảm ơn. Xin mời hai thí sinh tiếp theo ạ. Xin mời thí sinh